Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái cưa, cái mài của Metabo, hoặc là xài trung binh với Hitachi, Hikuki đều được hết nha anh em. Và mài này mới 100% nguyên hộp từ Mỹ về. Thì nó có một cái đá mài theo kèm và catalo và cái tay cầm. Thì mài này là mài có chổi than và nó có hở báo pin ở đây, có chỗ than. Thì cái thân máy mài này giá của nó là 2,5 triệu. Những anh em đã có pin Metabo, Hitachi, Hikuki thì sử dụng được cái pin cái máy mài này và sử dụng pin 18V. Thì mình sẽ test cho anh em, test nhanh cho anh em ha. OK, mã của nó là G18DSL2, tốc độ của nó là 9.000 vòng trên phút và đĩa của nó là 115, sản xuất tháng 7 năm 2021 và hàng Mỹ về, có chứng nhận UL, thì new 100%, rất là đáng để anh em sưu tầm và anh em làm ngờ, rất là ngắn gọn nhẹ và giá của nó là 2,5 triệu. Cái body giá này chưa bao gồm phí ship. Thì cái mài này những anh em mà đã có pin và sạc của những cái hở này rồi thì mình sử dụng chung hở pin của nó ha anh em ha. Rồi thì có một cái đá mài và một cái tay cầm chung nêu 100%, giá của nó là 2,5 triệu và giá chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn anh em.